Đây, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cái buổi đầu tiên về Corel. Thì trên màn hình là giao diện của chương trình Corel. Hiện tại bây giờ chúng ta đang giới thiệu với nhau là phiên bản X7. Thế thì đây là cái giao diện lúc đầu tiên khi mà chúng ta vừa mở chương trình lên. Thì chúng ta sẽ có một số các cái tùy chọn được hỗ trợ trong cái quá trình mà làm việc với lại chương trình X7 như thế này. Thì ở đây là lệnh New Document này là để giúp cho chúng ta có thể là tạo ra một cái tài liệu mới. Đấy, tài liệu mới này là một cái tài liệu trống không, kích thước bao nhiêu thì chưa rõ, phụ thuộc vào cái yêu cầu của khách hàng hoặc là cái định hướng công việc của mình. Tuy nhiên là cái này thì nó sẽ chỉ là tài liệu trắng thế thôi, và chúng ta sẽ bắt tay vào chúng ta thiết kế, vẽ vời hoặc làm cái gì đó. New from template thì nó sẽ có những cái khuôn mẫu của hãng, tức là nó đã có về kích thước hoặc là có một vài cái thông số cơ bản rồi, hoặc là một vài cái hình cơ bản gì đó rồi. Sau đấy thì chúng ta có thể là lấy ra và chúng ta thay tên đổi họ hoặc là chỉnh sửa nội dung hoặc là thay màu một chút để mà tạo thành một cái tài liệu mới từ một khuôn mẫu cho sẵn. Tuy nhiên là cái template này thì để mà sử dụng được ấy, thì nó cũng đòi hỏi ở phiên bản gần đây thì nó làm rất là chặt về cái đăng ký người dùng. Đấy, nếu như mà nó bắt khai báo mà cái người dùng mà không chuẩn ấy thì chúng ta cũng sẽ không dùng được cái tính năng này. Đấy, tức là phải trả phí mua chương trình khai báo tên họ các thứ người dùng thì lúc đấy chúng ta mới có thể là sử dụng một cách trơn tru được cái đấy. Thế còn phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái phần lệnh gọi là Open Resend. Thì phần này nó sẽ chứa những cái tài liệu gần nhất mà chúng ta đã mở hoặc chúng ta đã làm việc. Đấy, khi mà trỏ vào cái danh sách ở bên dưới thì chúng ta sẽ có tên của các cái tài liệu, và khi chúng ta trỏ tới cái tài liệu nào thì nó sẽ hiện lên một cái hình thu nhỏ ở phía bên phải để giúp cho chúng ta có thể nhìn được là tài liệu gần nhất, những tài liệu gần nhất mà chúng ta đã mở hoặc chúng ta đã chỉnh sửa hoặc chúng ta đã tạo ra là tài liệu nào. Thế và như thế thì chúng ta có thể mở lại nhanh một cái tài liệu đang làm dở dang rất là nhanh mà không cần phải là truy cập sâu vào bên trong các cái ổ đĩa hoặc là các folder để tìm nó nữa. Thế còn về giao diện thì phía trên này thì chúng ta có cái giao diện là trên thanh đầu tiên này là tên của chương trình này, và nó sẽ thông báo là tài liệu này đang được mở này. Thanh thứ hai bên dưới là thanh menu, nơi mà chứa tất cả các lệnh mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái quá trình mà làm việc. Hiện tại do chúng ta chưa khởi động một cái tài liệu nào lên cả, cho nên là nó cũng chỉ mới dừng được ở mức độ là 4 cái menu này, liên quan tới các lệnh mở đóng, rồi thì can thiệp vào các cái tham số, can thiệp vào cách trình bày của cửa sổ thôi, chứ còn chưa hỗ trợ những cái thao tác làm việc cụ thể ở trong một tài liệu. Tiếp nữa thì chúng ta có cái thanh kế tiếp, nó gọi là thanh standard. Thanh standard này thì nó cung cấp cho chúng ta một số các cái lối truy cập nhanh và một số tiện ích, ví dụ như là new này, tạo tài liệu này, open này, mở tài liệu này, save này, lưu tài liệu này, print này, in này, hoặc nếu như công việc của bạn nó sẽ là thay vì việc nối vào máy in thì nó nối vào máy cắt, đúng không? Cắt này, copy này, paste này, undo này, lùi lại bước đằng trước này, redo này, rồi kết nối với các cái chương trình khác cùng họ trong nhóm Corel này, import này, nhập tài liệu vào trong Corel này, export này, xuất tài liệu từ Corel ra này, xuất ra PDF này, là một cái dạng thức tài liệu tương đối là phổ biến. Trường tiếp theo này thì nó là trường view, giúp cho chúng ta có thể là thiết lập được cái kích thước tỷ lệ phóng ở trên màn hình, thu phóng ở trên màn hình. Hiện tại nó đang để sẵn cho chúng ta là ở mức độ là 100%. Đó. Tuy nhiên là chúng ta có thể là thiết lập những cái mức độ lớn nhỏ khác nhau thông qua cái lối này. Tiếp nữa là hiển thị các thước này, các lưới
lưới tọa độ ở trên trên tài liệu này. Các đường gai là các đường gióng để dẫn hướng từ trên thước ngang và thước dọc. Thế còn SnapTo thì là nó cung cấp cho chúng ta một số các cái tùy chọn để mà khi chúng ta vẽ một đối tượng, chúng ta kéo nó sắp xếp với các đối tượng khác thì nó sẽ tuân thủ theo những cái chỉ đạo của chúng ta, tức là nó sẽ tự động bám vào các đối tượng khác hay tự động bám vào các đường gióng hay tự động bám vào các đường lưới để làm sao cho nó sắp hàng các đối tượng cho nó dễ dàng. Đấy, thì về cơ bản thì cái thanh standard này nó cung cấp cho chúng ta một số các cái tiện ích nhanh, những cái thứ mà gần như là hỗ trợ về môi trường làm việc. Đấy. Thế còn ở bên dưới này thì chúng ta có một cái thanh gọi là thanh property. Đây là một thanh được sử dụng vô cùng nhiều trong cái quá trình làm việc, tại vì là nó hỗ trợ các lỗi tắc và những cái lệnh mà cơ bản nhất khi mà chúng ta chọn một công cụ. Khi chọn một công cụ nào hoặc là chọn một đối tượng nào thì nó sẽ hiển thị những cái lệnh, những cái tham số liên quan tới công cụ đó hoặc là các đối tượng mà chúng ta đang chọn đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm việc một cách nhanh hơn. Trong điều kiện bây giờ chúng ta chưa có tài liệu và chúng ta cũng chưa mở một cái công cụ nào lên cả, thì nó đang hiển thị những cái gì liên quan tới môi trường làm việc. Ví dụ như là đây là letter, là cái trường này là cung cấp cho chúng ta những cái khổ tài liệu này. Đấy. Ví dụ bạn cần một cái khổ A4, khổ letter, khổ A0, vân vân. Tất cả những cái khổ mà mang tính chất là chuyên nghiệp, những cái khổ mà theo kiểu quốc tế quy định thì các bạn có thể tìm ở đây. Sau khi thiết lập ở đây xong thì nó sẽ đưa những cái tham số về kích thước, chiều ngang bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, đơn vị đo là thế nào thì nó sẽ hiện lên ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái khổ, một khổ đứng này và một khổ nằm. Đấy. Thì các bạn muốn chọn cái tài liệu dạng khổ đứng thì bấm vào biểu tượng khổ đứng, muốn chọn khổ nằm thì bấm vào khổ nằm. Thế còn hai cái chế độ tiếp theo này thì là nó sẽ thiết lập cho sự đồng bộ của tất cả các trang mở ra hay là cho riêng cái tài liệu này đang được chỉnh. Đấy. Đơn vị thì là có rất là nhiều các đơn vị đo khác nhau. Đấy, có thể là mm, có thể là cm, có thể là mét, có thể là inch, có thể là pica, có thể là poi, vân vân, có rất là nhiều đơn vị đo khác nhau. Bọn Anh Mỹ thì nó quen đo theo cái đơn vị inch, nhưng mà chúng ta quen đo bằng mm. Thì muốn thiết lập về cái đơn vị mà quen thuộc thì chúng ta sẽ sổ danh sách này ra và chúng ta chọn cái đơn vị đó. Thế còn trường tiếp theo này nó gọi là trường offset, thì nó sẽ cho phép chúng ta thiết lập một cái tham số dịch chuyển. Chúng ta có hai cách để dịch chuyển một đối tượng. Một là chúng ta bấm chọn vào nó và chúng ta lôi vào chuột đi từ vị trí A đến vị trí B. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta muốn dịch chuyển một cách chính xác một khoảng cách bao nhiêu đó thì chúng ta có thể là gõ một cái tham số vào trường này. Sau khi chúng ta gõ tham số vào trường này rồi thì chỉ việc là trỏ vào đối tượng và sử dụng cái mũi tên là sang phải, sang trái, lên trên hay xuống dưới thì chúng ta sẽ dịch nó đi đúng cái chiều mũi tên đó và theo đúng cái khoảng cách mà chúng ta đã thiết lập ở đây thì nó sẽ dịch chính xác luôn. Thế còn là ô này thì là ô duplicate, tức là nó sẽ giúp chúng ta là thiết lập một cái tham số dịch chuyển cho một đối tượng được nhân bảng bằng lệnh. Khi mà chúng ta gõ cái lệnh đó thì nó sẽ tạo ra một bản sao từ cái đối tượng đang được chọn và nó sẽ đặt lệnh cái bản sao đi so với bản chính bao nhiêu đấy. Thế thì mình có thể thiết lập là nó dịch theo chiều đứng bao nhiêu, dịch theo chiều ngang bao nhiêu, rồi nó sẽ đặt bản sao vào cái vị trí đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tham số ở đây để thiết lập. Thế còn là cái trường này, cái nút lệnh này thì là nó sẽ cho phép chúng ta là thiết lập cái cách chọn lựa một đối tượng với một cái dạng là có bề mặt hay hoặc là không có bề mặt. Tại vì Corel thì nó có đặc tính rất là đặc biệt là khi mà chúng ta vẽ ra một đối tượng thì nó chỉ có đường viền để nó cho chúng ta quan sát về mặt hình dáng cũng như là kích thước của đối tượng thôi.
còn cái bề mặt của nó thì chưa được tô màu, chưa được dán chất liệu gì cả. Đấy, thế và khi một cái đối tượng mà chưa có cái bề mặt đó thì có thể là cái việc mà lựa chọn nó thì cũng không 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 đơn giản nếu như ta thiết lập mà không đúng được cái chế độ. Thế còn là về phía bên tay phải, phía bên tay trái thì là ở đây là nó chứa hộp công cụ. Hầu hết các công cụ mà chúng ta sử dụng trong cái quá trình làm việc thì chúng ta sẽ tìm được nó ở bên hộp công cụ bên này. Đấy. Và thường thường thì là các cái công cụ này thì nó cũng sẽ có những cái công cụ nằm cùng nhóm với nó. Nếu mà công cụ nào mà các bạn nhìn thấy có một cái dấu hiệu của hình tam giác nhỏ nhỏ nằm ở góc bên phải phía dưới của cái công cụ đó thì là công cụ nó sẽ có thêm nhiều cái công cụ khác nằm cùng nhóm, và để mở được nó ra thì bạn cần phải chọn chuột vào, bạn nhấp giữ chuột độ khoảng trên 1 giây thì nó sẽ mở cái công cụ rộng ra để cho chúng ta có thể nhìn thấy được những công cụ còn đang ẩn ở trong hộp đó. Đấy, hầu hết các công cụ đều là thường thường là nó sẽ có nhóm với nhau, cũng có một vài công cụ thì là công cụ đơn. Thế còn phía bên tay phải này thì chúng ta sẽ có một cái gọi là palette màu. Đấy, nơi mà chúng ta sẽ lấy màu sắc các thứ để chúng ta có thể là tô màu cho đối tượng được chọn. Thế còn phía dưới này thì chúng ta có hai thanh. Một thanh thì nó gọi là thanh thanh document palette, thì hiện tại là chưa có cái gì cả. Thực ra nó cũng là một cái dạng về về tại về palette màu, nhưng mà nó không giống như palette màu nằm ở phía bên tay phải này. Palette bên tay phải này là palette được chương trình cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể lấy những cái mẫu màu, mã màu pha sẵn để có thể tô cho cái đối tượng trong quá trình làm việc. Tuy nhiên là cái số lượng ở trong này thì thứ nhất là nó cũng tương đối nhiều. Đấy. Gọi là tương đối nhiều cũng được mà tương đối ít cũng được. Đấy. Tại vì là nhiều so với cái document palette này hiện tại nó đang trống không, nó chưa có gì. Đấy, còn ít thì trong thực tế thì thực ra từng đấy màu ở trong một cái palette pha sẵn thì nó cũng không đủ, chúng ta còn phải dùng nhiều cách khác để chúng ta phá màu ra nữa. Thế nhưng mà cái document palette này thì nó sẽ giúp chúng ta là xác định luôn tất cả những cái màu nào đã sử dụng ở trong cái tài liệu. Trong quá trình làm việc, bạn sử dụng một màu thì nó sẽ đưa một màu vào đây. Bạn sử dụng 10 màu thì nó cũng sẽ thống kê 10 màu nó đặt vào đây. Đúng rồi. Tức là trong tài liệu bạn đã từng tô bao nhiêu màu thì nó sẽ đặt tất cả những cái màu đó vào trong cái thanh này. Thì thông qua việc quan sát cái document palette thì mình cũng sẽ biết được là mình đã sử dụng bao nhiêu màu trong quá trình thiết kế cái tài liệu này. Thế còn bên dưới nữa thì chúng ta có một cái thanh gọi là thanh trạng thái, thanh dưới cùng nó gọi là thanh trạng thái. Thanh trạng thái này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số thông tin, ví dụ như là tên của đối tượng, hình dạng của đối tượng, màu của đối tượng đang được chọn là màu gì, có đường viền hay không, dày hay mỏng, rồi thì màu của đường viền là gì, đây là một nhóm hay là đối tượng lẻ, vân vân. Đấy, thì nó sẽ thông báo cho chúng ta những cái thông tin kiểu dạng đó, và đôi khi khi mà chưa chọn lựa gì cả thì nó sẽ thông báo cho chúng ta về tọa độ của cái trò chuột. Thì đấy là những cái thông tin cơ bản mà chúng ta cần nắm được khi mà làm quen với cái giao diện Corel như thế này. Này, bây giờ chương trình nó khởi động tốt lên rồi. Bây giờ chúng ta xem lại một chút nhé. Ví dụ đây này, bạn có thể nhìn đây này. Đây, Open Resend là như thế nào? Open Resend là khi mà tôi chọn vào những cái như thế này thì nó sẽ đưa ra cho tôi được cái hình hài Thu nhỏ. thu nhỏ của những cái tài liệu mà gần đây tôi đã làm hoặc tôi đã mở. Và cách như thế thì tôi có thể là kiểm soát được, tôi tìm lại được những cái tài liệu mà gần nhất tôi đã mở để tôi truy lại nó rất là nhanh. Đấy, ví dụ như thế. Thế còn đây hộp công cụ
thì nó chỉ lên khi nào mà chúng ta tạo ra tài liệu mới. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử tạo một cái tài liệu mới nhé. Đây, ví dụ nhấp vào tài liệu mới thì chúng ta sẽ làm việc có hai cách. Một là chúng ta làm ở trong menu, thì chúng ta vào menu file, vào lệnh đầu tiên là new hay là phím tắt là Ctrl N. Đấy. Đây là lệnh chính tắt. Đấy, thế còn nếu mà lối tắt hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái biểu tượng ở đây new hình trang giấy mới, phím tắt cũng là Ctrl N, và nếu không thì không chọn chuột thì cứ Ctrl N là xong. Nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái hộp thoại để chúng ta thiết lập các cái tham số cho cái tài liệu mà chúng ta sẽ tạo ra. Thế ở đây thì hộp thoại có tên là Create a new document thì nó sẽ giúp chúng ta tạo tài liệu mới. Trường đầu tiên là name, đó là tên. Bật vào cái new rồi xong đầu là bật vào đâu là bao nhiêu kiện? Đương nhiên là nó sẽ tự ra. Tự ra. Ok. Nó ra như này. Bạn là ra luôn cái trang giấy luôn đấy. Vâng. Ok, vậy là cái người mà sử dụng đấy họ đã đánh dấu vào đây rồi này. Họ sẽ đánh dấu vào trong cái phần Do Not Show Sheet Data Again này. Thì họ sẽ bỏ qua. Họ bỏ qua luôn cái hộp thoại này mà họ sẽ dùng cái mặc định luôn của chương trình là cái kích thước đang có sẵn. Thế bây giờ em muốn cài cái bản kia thì làm nào? Cài bản kia là thế nào? Cái bản kia thầy đang mang khó ấy. Thì bây giờ mình sẽ phải reset lại cái mặc định của chương trình để cho nó bỏ cái JPEG này đi để chúng ta có thể quay trở về lại cái tham số gốc. Được rồi, nếu thế thì chắc cũng đỡ rồi, tôi sẽ nói chuyện với bạn sao để reset nó về. Thế bây giờ tạm thời tôi giới thiệu lại nhé. Thế thì ở trường đầu tiên này là đặt tên này. Đấy. Thực ra thì về nguyên tắc thường chúng ta nên là nếu như mà đã làm một công việc cụ thể mà đã có định hướng là mình làm cái gì thì nên là đặt tên luôn để phân biệt cái tài liệu mình đang tạo ra với những tài liệu khác. Đó. Ví dụ mình đặt tên là cắt chẳng hạn, đúng không? Thế sau đó thì preset destination thì cái này thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái môi trường hoặc là những cái thiết lập để cho mục tiêu công việc khác nhau. Đấy, ví dụ như là Corel thì thực ra thế mạnh nhất của nó là gì? Thế mạnh nhất của nó là làm về thiết kế in ấn và quảng cáo. Đấy. Thì ví dụ như là thiết kế in ấn thì mình sẽ để là ở cái chế độ là default CMYK in ra những cái sản phẩm như bạn thấy thế này, những sách vở này, nhãn hộp này vân vân, tất cả những cái này thì là nó sẽ in ở trên cái hệ thống máy in công nghiệp, thì in bằng 4 màu thì nó sẽ phải để ở chế độ này. Đấy. Thế còn RGB, default RGB thì nó sẽ thiết kế một cách rộng hơn, ví dụ như bạn nối máy cắt thì nó không có liên quan gì đến chuyện màu mè cả, thì bạn để chế độ nào cũng được miễn là có hình hài và kích thước là bạn có thể gửi cái thông tin này ra máy in hoặc là máy cắt để bạn cắt, đúng không? Đấy. Thế còn về sau này thì web thì nó phát sinh ra thì lúc này Corel cũng dự phần vào và cũng có thể là thiết kế web. Thế thì mình muốn làm cái gì, mình muốn làm trong môi trường như thế nào, xuất ra thế nào thì mình sẽ chọn lấy một cái chế độ cho nó phù hợp. Đấy, và sau khi mà chọn rồi thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta đây, ví dụ như là tôi để ở CMYK nhé. CMYK thì nó liên quan tới cái gì? CMYK nó liên quan tới các cái preset mà nó cung cấp, ví dụ như là các cái khổ letter này, rồi các cái khổ phong bì này, rồi ABC các thứ, thì nó sẽ cung cấp cho tôi một đống những cái danh sách ở bên dưới này. Và điều quan trọng hơn là gì? Đây này, primary color mode này, rồi render solution này, thì cái hệ màu cũng như là cái độ phân giải nó sẽ phù hợp ngay với cái việc là để làm gì. Đó. In thì nó phải là màu CMYK rồi, độ phân giải nó phải 300 thì nó mới đủ cái yêu cầu kỹ thuật để mà in ra. Thế bây giờ nếu mà mình chuyển sang cái hệ khác, ví dụ như là default RGB, thì đây
nó để cho chúng ta là cái hệ màu RGB luôn, tức là những hệ màu mà chỉ để quan sát trên màn hình hoặc là trên web là vô tư, nhưng mà cái này thì không in được ở hệ máy in offset, tất nhiên máy in full rồi máy in kỹ thuật số thì cái này in được. Đó. Máy cắt thì bạn để hệ màu nào cũng cắt được. Đó. Thế rồi nếu như mà tôi để web chẳng hạn, đấy, web thì nó lại để cho chúng ta cái độ phân giải nó chỉ có 96 thôi, chứ nó không phải là 300 giống như là cái thiết kế in ấn nữa. Đấy, thế thì cái này nó chỉ có giúp chúng ta giải quyết là thiết lập cái môi trường làm việc với lại cái mục tiêu cuối cùng là mình xuất ra sản phẩm để làm cái gì. Thế thì bây giờ chúng ta cứ để default CMYK đi. Đấy. Size rồi thì cái này nó phụ thuộc vào cái kích thước. Đấy. Bạn muốn cắt chữ hay là cắt một cái vạch gỗ hay là kim loại hay cái gì đấy thì bạn phải có kích thước, đúng không? Bạn phải có kích thước, ví dụ như là cái tấm gỗ của bạn nó to bao nhiêu, đúng không? Tấm alu của bạn nó to bao nhiêu thì bạn sẽ thiết lập cái kích thước vào đây. Nếu nó không có nằm ở trong khổ này thì bạn sẽ chọn đơn vị này, sau đó bạn gõ cái gì đây nhỉ, gõ cái kích thước vào đây, ví dụ cho là một mét đi, ví dụ thế thì tôi sẽ phải gõ là đây 1000 1000, đúng không? Đơn vị đo là gì, mm, đấy, ví dụ như thế. Thế thì xong nữa thì chúng ta sẽ có một cái trường nó gọi là number of page. Thì cái tài liệu dạng Corel như thế này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm việc với lại nhiều trang. Đấy. Trang này thì cũng là trang đơn thôi, thế nhưng mà có thể là làm việc với nhiều trang. Và nếu như mà muốn làm việc kiểu như một nhóm thiết kế nào đó, và ở trong đó thì ví dụ mỗi trang là một cái bản thiết kế riêng. Đấy, tức là ví dụ như là thay vì việc là mình quản lý nhiều file khác nhau, chẳng hạn như là bạn làm cho ông A, ông ấy đặt bạn thiết kế được khoảng 3 mẫu chẳng hạn, thế thì bạn có thể tạo ra một tài liệu được khoảng 3 trang, mỗi trang thì bạn thiết lập ở trong đấy một cái mẫu, thì khi người ta xem cái mẫu nào người ta chuyển sang cái trang đó. Đấy, thay vì việc là 3 mẫu nằm thành 3 file đấy, thì bây giờ mình có thể làm gọn gàng hơn bằng cách là tài liệu nhóm A, đấy thế thôi, bao nhiêu mẫu thì mình sẽ mở ra bấy nhiêu trang để mình đặt bấy nhiêu cái mẫu lại. Thế sau khi mà thiết lập cơ bản những cái thứ này xong, những phần dưới này thì ví dụ như color setting đối với bạn thì cái này là cứ đi, không cần phải quan tâm nhiều đó, tại vì là thực ra thì cũng có ở góc độ như là bạn vẫn cần phải cho khách hàng đôi khi là cho xem trước trên mẫu, đúng không? Cho xem trước trên mẫu để xem là cái màu khi mà dán cái đề can màu vào cái vách chỗ cắt kiếp này thì trông nó như thế nào, thì mình cũng sẽ có cái một chút màu để cho người ta xem, nhưng mà thực ra thì nó cũng không phải lăn tăn nhiều. Thực ra bạn quan tâm ở đến đây này, preview mode này, tức là cái chế độ hiển thị nó như nào, tại vì trong này thì chúng ta có nhiều cái chế độ hiển thị simple, wireframe, drop, normal, enhance, special, vân vân, thì đấy là các chế độ hiển thị khác nhau ở trong cái màn hình. Thế và nó để mặc định là chế độ enhance này là để cho cái hình hài, những cái thiết kế của mình vẽ ra nó được hiển thị với chất lượng cao nhất có thể ở trong cái màn hình như này. Color setting thì đây là những cái quản lý về màu của chương trình. Thực ra thì bạn không cần quan tâm đến cái này, tại vì đây nó là mặc định của chương trình rồi. Thế thì đến đây là chúng ta có thể nhấp OK để chúng ta tạo ra một cái trang làm việc đầu tiên. Và ví dụ như tôi vừa mới thiết lập, bạn thấy thì đây nó sẽ là một cái tài liệu mà cái 1 mét 1 mét đây. Và đây sẽ là cái vùng làm việc của chúng ta. Đấy. Vẽ cái gì, tạo ra hình gì thì nó sẽ nằm ở trong cái khoảng này. Và thực ra thì cái này thì nó cũng có một cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta tạo ra một đối tượng nào đó thì nó có thể nằm ở trong cái vùng mà chúng ta yêu cầu này, hoặc cũng có thể là nó nằm ở phía ngoài, hoặc cũng có thể là nằm nửa trong nửa ngoài. Thực ra để tạo ra, để vẽ ra một đối tượng nào đó thì nó nằm ở đâu cũng được. Đó.
đấy là ở trên màn hình, nhưng mà đến cái tài liệu thực sự thì nó cần nằm ở trong cái vùng này. Nó sẽ giống như là một cái tờ giấy các bạn đặt ở trên bàn, hay quyển sách các bạn đặt ở trên bàn để các bạn vẽ vời, ghi chép. Nếu mà hôm nào bạn quên giấy, bạn có thể ghi thẳng tưng ra mặt bàn. Nhưng mà ghi chép đấy chỉ là một cái sự tạm thời, một cái sự nháp thôi. Chứ ví dụ như bạn không thể nào mà vác cái bài đó bạn lên nộp được, đúng không? Bạn chỉ có thể cầm quyển vở hoặc là bạn cầm tờ giấy bạn lên nộp, chứ bạn không bê cái mặt bàn lên nộp được. Thì cái này nó cũng thế, bạn có thể làm ở bên ngoài hoặc ở bên trong hoặc nửa trong nửa ngoài. Nhưng khi mà bạn gửi cái tài liệu ra ngoài máy in hoặc máy cắt thì chỉ có những cái nào mà nó nằm ở trong cái phạm vi của cái khổ này thì nó mới có thể là in ra hoặc là cắt được. Còn nằm ở ngoài này thì nhìn thấy, nhưng mà nó sẽ không xuất hiện thông số, không xuất hiện những cái này ở trong cái trong máy in hoặc là máy cắt. Đấy, nó quy định là đây là cái vùng này gọi là vùng làm việc, và cái vùng này là vùng gửi thông tin đi. Đấy, nhìn thấy là một chuyện, còn in ra được hay là cắt ra được thì lại là chuyện khác nhé. Đấy, thì chỉ có những đối tượng nào nằm như thế này, hoặc nếu bạn gửi cắt này, thằng này là chắc chắn là không có này, thằng này chắc chắn có này, thằng này sẽ chỉ được một nửa ở trong thôi, nửa ngoài là sẽ không được. Đấy, thế đây gọi là vùng làm việc nhé. Thế còn sau nữa thì chúng ta có thêm một cái, có thêm một cái phần mới xuất hiện. Khi mà tôi mở tài liệu ra thì lúc đó nó mới mở ra cái thước. Cái thước đây nằm ở phía trên và nằm ở phía trái của màn hình. Cái thước này sẽ cung cấp cho ta những cái khái niệm về mặt tọa độ của cái trang làm việc của chúng ta. Và tọa độ thì nó sẽ tính tọa độ gốc của cái trang làm việc, và từ đó nó lại quy tiếp ra tọa độ của các đối tượng nằm ở trên cái tài liệu của chúng ta. Thế thì tọa độ gốc thì nó tính ở đâu? Tọa độ gốc thì nó tính là tọa độ 0,0 vào đây. Thước ngang này 0 là ở đây, thước dọc này 0 là ở đây. Như vậy có nghĩa là cái tọa độ nó tính cho cái trang giấy của chúng ta nó đang nằm ở cái vị trí là góc dưới, góc dưới bên trái của cái khu vực này. Vâng. Không đâu là gốc. Đúng rồi. Thế và tính từ 0 từ đây thì một đối tượng được đặt vào ở trong cái trang, nó sẽ khai báo về mặt tọa độ. Ví dụ đây là 392 phẩy bao nhiêu đây và 318 phẩy bao nhiêu đây, thì nó sẽ tính là cái tọa độ của đối tượng này so với lại cái tọa độ gốc của cái tọa độ 0,0 của cái trang. Đấy. Nhưng mà tọa độ của một đối tượng nó lại tính theo một cái cách khác nhé. Đây này, bạn hãy nhìn đây này. Khi mà tôi chọn một đối tượng thì bạn sẽ nhìn thấy là một đối tượng được chọn nó sẽ bao quanh bởi các cái hình vuông màu đen bao xung quanh như thế này. Đây là các tay nắm điều khiển để mình có thể co kéo, mình thay đổi kích thước cho một đối tượng. Và ở giữa nó có một cái dấu X, đấy là center. Và thực ra thì đấy nó sẽ tính là tâm của đối tượng, tâm của đối tượng. Và cái tọa độ mà nó đang khai báo chính là tọa độ của cái tâm, của cái tâm đấy. Đấy, thế và các bạn xem là đây này, khi mà tôi chọn một đối tượng thì cái thanh gọi là thanh property nó sẽ khai báo những cái gì mà liên quan tới cái đối tượng đã được chọn đó. Trong đó đây, object origin thì nó sẽ đưa ra một cái biểu tượng nhỏ nhỏ này gồm có 9 cái ô. Hiện tại cái ô được đánh dấu màu đen đang nằm ở giữa tâm. Bây giờ nếu như mà tôi bấm vào đây tôi thay đổi thì nó lại khai báo con số khác, đúng không? Tôi bấm vào đây thì nó lại khai báo con số khác. Thế ví dụ như là bây giờ tôi muốn đặt cái tọa độ chẳng hạn như thế này nhá, tôi giả cái thằng này về 0 nhá, ví dụ 0 này, 0 này, thì đây bạn thấy là tâm của đối tượng lúc này là nó sẽ nằm ở cái góc dưới bên trái của cái trang giấy, là nó trả về tọa độ 0,0.
Thế nếu như mà bây giờ tôi bấm cái tâm hoặc là cái gốc của cái đối tượng này là ở góc này cơ, thì nó lại khai báo là âm, đúng không? Bây giờ tôi đặt là cái này là về ở góc dưới. Lên đúng web luôn. Đây, thì lúc này bạn sẽ thấy là lúc này 00 của đối tượng trùng với 00 của cái kia là hai thằng này trùng mép trái và đáy bên dưới, đúng không? Thế thì tùy vào từng trường hợp, lúc nào tôi cần thì tôi có thể khai báo lại cái tọa độ của cái đối tượng. Đấy, tọa độ đấy là điểm nào? Điểm giữa tâm hay là điểm trái hay điểm phải hay điểm đỉnh trái, đỉnh phải, vân vân. Thì lúc đấy thì tùy vào yêu cầu mà chúng ta sẽ thiết lập nếu cần. Còn bình thường mặc định nếu mà vào thì nó sẽ luôn luôn tính cho chúng ta là chính ở giữa nhá. Thế còn tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một vài cái khái niệm như thế này. Như bạn thấy là tôi có thể vẽ ra một vài cái đối tượng khác nhau, to nhỏ dài ngắn khác nhau, nằm trên dưới trái phải vân vân. Thế và tất cả những cái đối tượng này thì các bạn nhìn thấy là đều có một đặc điểm rất là chung, đó là nó chỉ có đường viền màu đen, chỉ có đường viền màu đen đấy, và nó không có bề mặt. Đây, không có bề mặt cho nên tôi có thể nhìn xuyên qua cái khung này và tôi nhìn thấy cái đây, cái trang giấy đấy, tôi có thể nhìn thấy cạnh trang giấy, tôi có thể nhìn thấy bóng trang giấy. Nhưng nếu mà tôi tô màu thì sẽ không nhìn thấy nữa. Đó, thì bạn sẽ nhìn thấy là đối tượng nào mà không có bề mặt thì nhìn xuyên qua được. À, nhìn xuyên qua được và chúng ta có thể nhìn thấy được các đối tượng phần dưới. Đó, thế thì đây là cái đặc điểm của Corel. Đấy, mình phải vẽ hình ra trước, mình điều chỉnh nó về độ lớn bé, mình điều chỉnh nó về hình hài. Khi nào mà chỉnh xong hết thì lúc ấy chúng ta mới nói đến chuyện tô màu. Thực ra việc của bạn nó cũng sẽ dính tới hình nhiều hơn là màu. Màu chẳng qua là demo một chút cho khách hàng thôi, đúng không? Còn cắt thì làm gì có màu. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm quen với những cái khái niệm đầu tiên. À, trước hết là về cái công cụ đã. Công cụ đầu tiên, công cụ nào được dùng nhiều nhất thì đó là công cụ Pick Tool. Công cụ Pick là công cụ để giúp chúng ta lựa chọn các đối tượng, đồng thời cũng làm thao tác những cái thao tác mà cơ bản nhất, ví dụ như là dịch chuyển đối tượng này, chọn đối tượng, bỏ chọn đối tượng, rồi thì nhân bản đối tượng trong khi di chuyển, xoay đối tượng, kéo xiên đối tượng, lật đối tượng. Đấy là những cái thao tác mà rất là cơ bản và gần như là chúng ta thường xuyên phải làm. Thế thì công cụ này được gọi là công cụ pick hay là công cụ chọn. Đó. Và nó được đặt ở đầu tiên vì nó là cái công cụ mà chúng ta sẽ phải dùng nhiều nhất. Muốn làm được bất cứ cái gì chúng ta phải chọn được đối tượng đã thì chúng ta mới làm được. Và đây chính là công cụ để giúp cho chúng ta chọn. Thế thì để chọn cái công cụ này thì chúng ta có thể là chọn nó bằng cách là các bạn đang làm cái gì đi nữa, ở công cụ nào đi nữa, thì khi mà các bạn nhấn phím Control và phím Cách, Control Cách thì nó sẽ đưa về công cụ kia. Thực ra thì gốc của nó gọi là phím Cách thôi, nhưng mà do trong các công cụ này thì chúng ta có một công cụ là công cụ nhập text. Nếu như mà chúng ta đang nhập text giờ, đúng không? Chúng ta đang nhập text giờ mà chúng ta lại làm sao, chúng ta lại nhấn Cách thì nó sẽ thành ra là cách ra chứ không phải là thoát về cái công cụ kia, cho nên nó phải kèm theo phím Control và Cách thì nó mới hiểu rằng là để thoát ra khỏi cái công cụ nhập text đó để nó quay trở về công cụ Pick. Đấy. Thế và do đó thì chúng ta thành luôn một cái mặc định luôn là Control với Cách là để chuyển từ một công cụ đang làm về công cụ Pick. Đấy. Mặc dù ở các công cụ khác thì chỉ cần là Cách là về được rồi. Đấy. Nhưng mà riêng text thì lại phải Control Cách thì mới về được.
Nhưng mà như thế thì chúng ta lại phải tách ra nhớ nhiều, cho nên là chúng ta nhớ luôn thành một cái trường hợp đơn giản nhất thôi, đó là control cut để về cái công cụ pick đó. Đó. Thế thì đấy là công cụ pick, là công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ xem pick nó giúp chúng ta làm cái gì nhé. Đây, pick là để chọn một đối tượng. Ví dụ ở trong này tôi có 1, 2, 3, 4, 5 đối tượng chẳng hạn. Thế tôi chọn đối tượng nào thì tôi sử dụng công cụ pick, tôi kích vào đối tượng đó. Thì đối tượng đó nó sẽ phân biệt với các đối tượng mà chưa được chọn bằng 8 cái tay nắm điều khiển bao xung quanh. Đó, hình vuông màu đen. Cứ đối tượng nào có tay nắm điều khiển đó thì đối tượng đó là đối tượng là được chọn, và mọi thao tác thì sẽ diễn ra ở trên đối tượng này, còn các đối tượng khác thì không liên quan. Đó. Thế và công cụ pick này thì ngoài cái việc chọn đối tượng này thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Chọn thì tất nhiên là có thể làm những cái thao tác, ví dụ như là dịch chuyển đối tượng từ vị trí nọ sang vị trí kia này. Đó. Thì thao tác rất là đơn giản là chọn, bấm vào nó xong kéo nó ra vị trí mới, nhả chuột ra. Thì đấy là thao tác dịch chuyển đối tượng. Thao tác thứ hai là phức tạp hơn một tí, là dịch chuyển đối tượng và nhân bản nó. Thì trong cái lúc tôi dịch nó từ vị trí A đến vị trí B, thì đến vị trí B tôi không nhả chuột ra mà tôi nhấp thêm chuột phải một cái, thì nó sẽ tạo ra bản sao ở cái vị trí mà chúng ta nhấp chuột phải. Đấy là thao tác là dịch chuyển đối tượng và nhân bản bằng chuột phải. Tiếp nữa chúng ta sẽ có thao tác, đó là thao tác transform, là thao tác thay đổi kích thước của đối tượng. Thay đổi kích thước thì ở đây là chúng ta có nhiều chiều có thể thay đổi. Chúng ta có chiều đứng của đối tượng, đúng không? Chiều rộng của đối tượng. Và nếu mà muốn thay đổi chiều đứng thì bạn sẽ đưa trò chuột vào một trong hai cái điểm ở đỉnh hoặc đáy. Đó. Bấm giữ nó và kéo lên trên hoặc xuống dưới thì chúng ta sẽ thay đổi về kích thước, chiều cao. Cũng tương tự như thế, nếu tôi bấm vào đáy thì kéo xuống dưới hoặc đẩy lên trên thì sẽ thay đổi kích thước, chiều cao. Đó. Thế còn ở bên hông, hông phải hoặc hông trái thì kéo hông nào thì sẽ mở rộng hoặc thu hẹp hông đó. Đó. Thế còn trường hợp các cái điểm ở góc thì sao? Điểm ở góc thì sẽ giúp cho chúng ta kéo một lần mà thay đổi kích thước cả hai, đó, cả chiều rộng, cả chiều cao của đối tượng. Và điểm đặc biệt là trong Corel thì khi mà chúng ta kéo các cái điểm góc như thế thì nó sẽ khóa tỷ lệ luôn. Có nghĩa là chúng ta chỉ việc kéo nó sẽ thay đổi kích thước luôn và nó sẽ duy trì tỷ lệ. Duy trì tỷ lệ là gì? Cái đứng mở bao nhiêu thì cái rộng cũng sẽ mở bấy nhiêu. Đấy. Ở trong các chương trình khác thì nó sẽ phải giữ thêm một cái phím shift nữa để đảm bảo rằng là nó không bị méo tỷ lệ. Nhưng Corel thì không cần thao tác đó. Kéo là giữ nguyên tỷ lệ, nó chỉ thay đổi cho chúng ta về mặt kích thước thôi. Thì đấy là thao tác transform thông thường. Đấy. Thế nhưng mà có một cái điểm tương đối đặc biệt như thế này ở trong Corel, đó là nếu chúng ta giữ phím shift trong lúc mà chúng ta kéo thì sao? Đấy. Lúc mà chúng ta giữ phím shift chúng ta kéo thì nó sẽ tạo ra một cái thao tác gọi là tương tác ngược chiều. Thao tác tương tác ngược chiều, đúng không? Có nghĩa là ví dụ như là tôi kéo cái cạnh bên phải này mở ra bao nhiêu thì cạnh bên trái nó cũng mở ra theo bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Đó. Thế còn nếu mà tôi bấm ở đỉnh chẳng hạn, tôi nâng cái đỉnh lên bao nhiêu thì cái đáy nó cũng sẽ được hạ xuống bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Hoặc nếu như tôi hạ cái đỉnh xuống bao nhiêu thì cái đáy nó cũng sẽ nâng lên theo bấy nhiêu theo chiều ngược lại. Ngược chiều nhau, tham số bằng nhau nhưng mà chiều là ngược nhau. Đấy, tương tác với lại cạnh đối diện khi mà chúng ta nhấn giữ phím shift. Thế còn nếu mà chúng ta nhấn giữ phím shift mà chúng ta bấm vào điểm góc thì lúc này nó sẽ tương tác qua tâm cho cả bốn góc luôn. Thu phóng đều nhau qua tâm. Đấy là thao tác transform cơ bản. Bây giờ chúng ta còn một số lệnh nữa như sau. Quay đối tượng. Một đối tượng được chọn thì ngoài những cái tay nắm điều khiển hình vuông bao xung quanh thì chúng ta còn một cái tâm X nằm ở giữa này. Nếu như một đối tượng được chọn rồi mà bây giờ tôi lại
bấm thêm một lần nữa để tôi chọn một đối tượng đã được chọn, thì nó sẽ biến đổi những cái tay nắm điều khiển hình vuông, nó chuyển thành những cái tay nắm theo dạng mũi tên hai chiều. Mũi tên hai chiều có thể là thẳng và mũi tên hai chiều cong. Mũi tên hai chiều thẳng nó sẽ nằm ở giữa các cạnh của đối tượng, và nếu như tôi đưa trỏ chuột vào khi nào nó nhận thì chúng ta có thể nhấp giữ chuột và chúng ta đẩy nó sang trái hoặc sang phải. Đây, dịch sang trái hoặc sang phải. Và bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là kéo xiên đối tượng theo cái chiều tay kéo của chúng ta. Đây, lên xuống cũng thế, rất trực quan. Muốn xiên theo chiều nào thì chúng ta kéo nó đúng theo cái chiều mà chúng ta muốn, thì là đối tượng của chúng ta sẽ bị xô xiên đi theo cái góc mà chúng ta kéo. Thế còn các cái điểm ở góc này, mũi tên cong cong hai đầu ở góc này, thì nó sẽ giúp chúng ta là quay đối tượng. Khi tôi nhấp chuột vào đây thì tôi bắt đầu làm cho cái đối tượng nó quay đi ở cái góc nào đó như tôi mong muốn. Thế và nó quay theo cái gì? Nó quay theo một đối tượng gọi là tâm quay, chính là cái điểm tròn tròn ở đây. Đây gọi là tâm quay. Một điểm đặc biệt thì tâm quay của đối tượng thì lúc mới bắt đầu thì nó sẽ nằm đúng ở tâm đối tượng, tức là tôi không cần phải tính toán, tôi không cần phải tìm tòi gì cả. Mặc nhiên là khi mà chúng ta nhấp đúng lệnh là nó sẽ xuất hiện ra cái tâm quay này nằm đúng tâm của đối tượng. Nhưng mà nếu thích thì chúng ta có thể dịch cái tâm quay này đi bất cứ đâu mà chúng ta muốn, và cũng không nhất thiết là nó phải nằm ở bên trong đối tượng, nó có thể nằm bên ngoài. Thao tác thì rất là đơn giản, bạn chỉ việc là đưa chuột vào, khi nào mà trùng được vào cái đó nhấp chuột và bạn lôi nó ra vị trí mới, thả nó ra ở vị trí mới, thì đối tượng của chúng ta sẽ chấp nhận cái tâm quay mới này và bắt đầu lại quay theo tâm đó. Còn nếu bây giờ tôi không thích nằm ở trong đối tượng, tôi kéo ra ngoài cũng được. Này, bắt ở đâu nó sẽ quay theo đấy. Thế đấy là cái đặc điểm về quay đối tượng. Thế và cả hai cái này thì nó có một cái thao tác mà các bạn cần phải nhớ. Ở trong Corel thì nó đặc biệt có hai thao tác dùng rất nhiều. Đấy là giữ phím Control và nhấp chuột phải. Đấy là hai cái thao tác mà chúng ta sử dụng cực kỳ nhiều trong các thao tác ở Corel. Giữ phím Control để làm gì? Giữ phím Control để cưỡng bức một cái thao tác nào đó nó theo một cái bước tham số mà đã được quy định. Ví dụ như là tôi quay đối tượng chẳng hạn, bình thường muốn quay bao nhiêu thì quay, đúng không? Nếu như các bạn để ý ở trên thanh property trên này thì các bạn sẽ thấy là quay bao nhiêu đó thì nó sẽ thể hiện ở cái con số đây này, angle of rotation này. Đây, angle of rotation. Thì cái này các bạn quay đến đâu thì nó sẽ thể hiện cái góc độ quay ở trên này luôn. Đấy. Thế thì bây giờ đôi lúc tôi không thể biết được là tôi quay chính xác bao nhiêu. Bây giờ tôi muốn quay bao nhiêu thì tôi sẽ giữ phím Control và tôi kéo. Thì lúc này nó sẽ cưỡng bức nhảy theo từng bước quy định. Mà thông thường mặc định của chương trình là nó sẽ quy định cho chúng ta là 15 độ một lần nhích chuột. Nếu mà nhích chuột một lần là 15 độ, nếu tôi muốn kéo quá cái con số đấy thì nó sẽ nhảy sang bước thứ hai là 30 độ. Kéo quá nữa thì nó thành ra là 45 độ, đúng không? Tất nhiên là trong trường hợp cần thiết chúng ta có thể thiết lập lại cái tham số này thành một cái góc độ khác nếu chúng ta muốn. Còn mặc định của chương trình nó sẽ để cho chúng ta là từng góc nhảy như thế là theo bước 15 độ. Cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta kéo xiên, giữ Control mà kéo đấy, thì nó cũng sẽ xiên đi với các bước là 15 độ 1 thôi, chứ không phải là giống như là tay kéo nó thoải mái như lúc không giữ phím Control. Đấy, thì đây là cái thao tác là xoay và kéo xiên đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu thêm một cái thao tác nữa, đó là lập đối tượng. Về lập đối tượng thì thực ra chúng ta có hai cách. Cách là sử dụng gì đây ạ? Sử dụng các cái nút lệnh hỗ trợ ở trên thanh property. Và một cách là chúng ta thao tác trực tiếp. Nếu như chúng ta sử dụng cái lệnh ở trên property thì rất là đơn giản. Ở đây có hai cái nút, một nút là lập theo chiều ngang,
một lúc là lật theo chiều hướng. Đây ví dụ lật ngang này, lật đứng này. Đấy, thì thao tác lật ở trên thanh property nó hỗ trợ thì là như thế. Và cái điểm đặc biệt là bạn sẽ thấy là nó lật chỉ ở trong cái phạm vi mà một cái hình chữ nhật vô hình bao quanh bởi những cái tay nắm màu đen này thôi, không chạy ra ngoài. Đấy. Nó sẽ không chạy ra ngoài, tại vì cái tâm nó đang đặt ở giữa đây rồi, cho nên là lật ngang hay lật dọc thì nó cũng lật qua tâm. Thế nhưng mà thao tác mà chúng ta làm lật bằng công cụ thì sao? Thao tác chúng ta lật bằng công cụ vít thì chúng ta sẽ nhấp vào một trong các cái điểm điều khiển nằm ở giữa các cạnh, sau đó nhấp giữ chuột và chúng ta kéo xuyên qua cái đối tượng sang phía bên kia. Sang tới bên kia rồi thì tôi nhả chuột ra thì đối tượng của chúng ta nó sẽ là nó sẽ được lật sang phía đối diện. Tuy nhiên cái thao tác lật này thì nó không đảm bảo được cái độ chính xác về kích thước cũng như là về tỷ lệ, nó có thể sẽ bị méo, nó có thể bị sai tỷ lệ. Do đó cái lúc mà chúng ta lật ấy, mà muốn giữ nguyên được cái kích thước và tỷ lệ của hình gốc thì chúng ta nhấn giữ phím control trước khi mà chúng ta lật, thì lúc đó lật sang thì nó sẽ đảm bảo nó giữ được cái kích thước cũng như là tỷ lệ gốc của cái hình. Tuy nhiên là nếu mà nhìn cách lật như thế này thì chúng ta lại thấy có điểm khác so với lại lật bằng cái hỗ trợ ở trên thanh property, đúng không ạ? Em hỏi cái hình tên kia mình chọn làm sao để nó lật cái này cái này cứ bấm vào đây, cứ bấm vào giữ, sau đó thì kéo xuyên qua phía bên kia, nhả ra, nhả chúng ta. Đấy, thế bây giờ chúng ta lại xem cái điểm khác biệt nhé, so sánh lại cái lật theo nút lệnh này và lật bằng thao tác thủ công nhé. Đây trái phải này. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn kiểm tra, chúng ta có thể là kéo cái đường gióng từ thước vào bằng cách là bấm vào thước và giữ, sau đó thì kéo thả các cái đường gióng này vào để chúng ta đánh dấu cái vị trí gốc của đối tượng. Đó. Kéo ngang thì ở thước ngang, kéo dọc thì ở thước dọc. Với vị trí thích hợp rồi thì nhả chuột ra thì chúng ta sẽ có được cái đường gióng, đường lưới này. Ok, bây giờ tôi chọn đối tượng nhé. Và sau đó thì tôi lật nhé, lật ngang này, lật đứng này. Thế thì bạn sẽ thấy rằng là cái đối tượng của chúng ta không hề chui ra khỏi cái phạm vi gốc ban đầu của nó. Đó. Nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này và nó lật ngang, lật dọc gì nó cũng chỉ ở trong khu vực này, nó không chạy ra ngoài. Tại vì nó lật qua cái gì? Nó lật qua tâm. Tâm chính là cái dấu x này này. Đấy. Thế nhưng bây giờ chúng ta lật thử bằng cái thao tác từ đây, bằng quick tool. Đây, giữ control này, bấm vào điểm điều khiển này và sau đó lật này. Thì bạn thấy là nó lật và lật ra khỏi cái vị trí, tức là nó lật theo cạnh chứ nó không phải là lật theo tâm. Đó. Đây, lật trái này, lật phải này, hay là gì đây, lật trên, lật dưới này. Đúng không? Nó chạy ra khỏi vị trí gốc ban đầu của nó. Cái kia là có tâm một cái mình lấy tay mình lật theo cạnh. Lật theo cạnh. Lật cạnh mình luôn. Đúng rồi. Kia nó diện mình quay một chỗ. Quay qua tâm, xoay qua tâm, xoay qua trục. Đó, để lật. Còn đây là lật thẳng qua, tì qua cạnh. Đấy, tì qua cạnh để lật chiều. Thì đấy là cái điểm hơi khác một tí giữa cái thao tác mà lật bằng chuột với lật bằng lệnh. Đó. Thế thì đấy là một vài cái thao tác mà chúng ta cần phải nắm được khi mà chúng ta thao tác với lại cái môi trường Corel. Thì chúng ta cũng đã biết được cái công cụ Quick này dùng để chọn và để làm những cái thao tác rất cơ bản như thế. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ nói về cái môi trường làm việc một tí. Môi trường làm việc thì như vừa nãy chúng ta đã giới thiệu rồi, chúng ta biết tổng quan rồi. Tuy nhiên một trong những cái thao tác mà chúng ta cần đó là gì? Thu phóng. Đó.
để nhìn tổng quan thì tôi sẽ thu gọn lại để tôi có thể nhìn hết được tất cả mọi thứ. Thế còn để phóng lớn lên là để tôi có thể xem được chi tiết một cái đối tượng nào đó ở trên bản vẽ, đúng không? Thế thì thao tác mà nhanh và đơn giản nhất đó là chúng ta lăn bi chuột, đúng không? Lăn lên phía trước là phóng to, lăn về phía chúng ta thì là thu nhỏ lại. Đấy là thao tác nhanh nhất mà chúng ta có thể làm. Đấy. Thế còn về công cụ thì có hay không? Công cụ có. Đây, chúng ta sẽ có một số công cụ này mà chúng ta cũng làm quen với lại cái phương pháp thu phóng cái khu vực làm việc của chúng ta. Đây, bạn chọn công cụ Zoom Tool, hình kính lúp ở trên hộp công cụ, hoặc là có thể nhấn phím Z để gọi nó. Thì khi chúng ta chọn công cụ Zoom như thế này thì nó sẽ chuyển sang hình kính lúp, và bây giờ mặc định là kính lúp phóng to. Chúng ta sẽ có hai cách để mà phóng cái khu vực nào đó lên để xem. Một là chúng ta đặt trỏ chuột có hình kính lúp này vào cái khu vực nào đó, kích chuột, thì tại cái điểm mà chúng ta kích chuột nó sẽ tính đấy làm tâm và nó sẽ phóng lớn gấp đôi cái trường quan sát lên cho chúng ta đó. Thế còn trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp thứ hai là tôi biến nó sang thành zoom trừ. Đây, quan sát khi mà tôi chọn cái công cụ đó ở trên gì đấy, trên thành property, nó sẽ thay đổi như thế này để đưa ra các cái tùy chọn cho cái công cụ zoom. Thì mặc định khi mà chọn nó sẽ là zoom cộng. Thế còn muốn thì bấm vào zoom trừ. Zoom trừ thì tự động cứ bấm vào đây là nó sẽ làm sao đây ạ? Nó sẽ thu nhỏ lại thôi. Nó không cần xác định được là khu vực nào thu nhỏ, mà nó sẽ tự động thu nhỏ hết lại. Đó. Thế tiếp nữa thì chúng ta có thêm một số các cái tùy chọn như thế này. Nếu như tôi đặc biệt tôi muốn xem một khu vực nào thì tôi sẽ làm như sau. Nhấp giữ chuột đừng nhả ra, sau đó thì sẽ kéo dê chuột một chút, vẽ ra một cái khu vực bao lấy cái hình mà tôi muốn xem. Thì khi mà tôi nhả chuột ra thì cái hình này nó sẽ được căng lên. Đấy, để cho chúng ta có thể quan sát kỹ hơn cái khu vực đó. Thế còn có một vài cái lệnh nữa ở đây. Zoom, zoom to on object, hay là tương ứng với phím F4. Thì khi tôi bấm vào cái nút lệnh này thì bất kể là màn hình đang ở chế độ thật to hay thật nhỏ, nó sẽ hoặc là thu lại hoặc là phóng lớn lên, cho tới khi nào mà tất cả các đối tượng đang có trên cái bản vẽ này, bất kể là nằm ở trong trang giấy hay nằm ngoài trang giấy, thì nó cũng sẽ được trình bày vừa đủ ở trên màn hình để cho chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả các đối tượng đó, đúng không? Rất giống như tên của nó là gì đây, zoom to on object. Đấy, thu phóng để làm sao mà nhìn thấy được tất cả các đối tượng hiện có trong bản vẽ. Thế còn nút tiếp theo nữa thì là zoom to page. Thì lúc này thì nó sẽ ở góc độ là gì đấy ạ? Bấm vào đây thì nó sẽ cho chúng ta quay trở về một cái mức độ zoom để cho chúng ta nhìn thấy hết được trang giấy. À, nhìn thấy hết trang giấy thôi nhé, chứ còn không liên quan tới tất cả những cái đối tượng đâu nhé. Có đối tượng nào khuất cũng kệ, nhưng lúc này là nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy toàn cảnh cái trang giấy. Còn xung quanh trang giấy này là mặt bàn nhé. Xung quanh trang giấy là mặt bàn. Có thể là nó cho phép chúng ta nhìn thấy. Đây, ví dụ tôi để ở đây có một đối tượng tít thì tít ở đây cơ, một cái ở đâu đó. Thế bây giờ nếu như mà tôi F4 thì nó thu phóng để cho tôi nhìn thấy được hết tất cả các đối tượng. Nhưng mà nếu mà cái lệnh mà cho nhìn thấy trang giấy thì kiểu gì nó cũng sẽ quay về để cho tôi nhìn thấy hết các trang giấy, hết cái trang giấy thôi. Còn cái đối tượng nào bị khuất thì cũng không liên quan. Lệnh này là lệnh để xem trang giấy thôi. Đây là để xem gì đấy, chiều ngang của trang giấy, làm sao cho nó vừa kín được cái độ rộng của màn hình. Thế còn cái này là để nhìn thấy thì lại chiều cao của trang giấy. Thế nếu mà nói về phím lệnh thì ngoài cái phím zoom là phím Z, đúng không? Nhấn phím tắt Z để gọi công cụ, thì thực ra chúng ta có thể gọi nó theo cách như thế này. Các bạn sẽ có phím là F3 này, F2 đã. F2 là để gọi công cụ zoom. Thế nhưng mà tùy từng máy ấy,
máy bàn của các bạn thì nó sẽ là F2, F3, F4 cứ thế mà bấm thôi. Nhưng còn ở trên máy sách tay thì do cái điều kiện phân bố bàn phím của máy sách tay nó hơi khác một tí, thì đôi khi chúng ta nhấn cái phím đó mà không gọi ra được thì chúng ta phải tìm tới phím function FN. Thấy cái phím FN ở trên này đấy, ấn kèm cái đấy. Đấy, trong một số trường hợp nếu mà ấn F2, F3 mà không gọi được công cụ thì mình biết là nó function F2 hoặc là function F3, thì lúc đấy mình sẽ gọi được các cái phím đó. Đây, F2 này, máy của tôi cũng là function F2 này, thì là công cụ zoom cộng, đúng không? Bây giờ zoom trừ này, function F3 này thì nó sẽ thu nhỏ lại này, function F4 này hoặc là F4 này thì nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy hết tất cả các cái đối tượng này. Thế nhưng mà shift F4 tất nhiên có thể thêm function nữa thì là nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ trang giấy đó. Thế còn có thêm một cái nút lệnh nữa tương đối đặc biệt, đó là F9. F9 thì nó sẽ bỏ hết tất cả các cái giao diện khác đi, không có thước, không có hộp, không có bảng, không có gì nữa. Bây giờ chỉ còn lại trang giấy và những cái hình vẽ của chúng ta thôi, để quan sát nó đỡ bị rối mắt. F9 hoặc function F9. Không được đấy. Đâu, tôi coi này. Là bạn chưa làm hết. Vừa nãy bạn gọi F2 nhưng mà bạn chưa sử dụng lệnh, cho nên là nó vẫn đang chờ lệnh đấy. Đây, F9 này. Đây. Cái này thì máy này không cần phản xử. Đây, F9 lần nữa thì nó trở về có giao diện, đúng không? Còn F9 lần nữa thì nó lại bỏ cái giao diện gì để cho chúng ta xem cái đối tượng mà không bị rối mắt bởi các cái thành phần khác. Thì đấy là cái phương pháp để mà chúng ta có thể là thu phóng, chúng ta xem nhanh các cái đối tượng ở trên màn hình. Ở các cái phiên bản ví dụ như từ 7 trở lên thì nó bố trí thêm một cái lệnh này nữa, đó là các bạn có thể nhấn Ctrl cộng, Ctrl cộng hoặc là Ctrl trừ. Ctrl cộng là phóng lớn, Ctrl trừ là thu nhỏ. Ctrl cộng hoặc trừ đấy, thì cái đấy thì nó cũng còn tùy nhá, cũng có thể có máy nó hỗ trợ, có máy nó không nó hoạt động. Thế thì nếu mà chỉ đơn giản là Ctrl cộng hoặc trừ đấy thì nó phóng nó thu thì cũng không khác thì chúng ta đẩy chuột lên hoặc là đẩy chuột xuống đâu. Đấy, thì đẩy chuột lên hay xuống thì còn nhanh hơn là cái thao tác là ấn phím. Thế nhưng mà đẩy chuột lên, đẩy chuột xuống thì nó còn có thêm mấy cái như thế này. Đấy là phóng, thu phóng đúng không? Thế nhưng thu phóng thì nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề là thu thì có thể nhìn thấy được hết tất cả mọi đối tượng, phóng thì có thể quan sát được chi tiết một cái đối tượng nào đó. Nhưng khi quan sát chi tiết được một đối tượng nào đó thì nó lại bị lấp những cái đối tượng khác. Và nếu như mà tôi muốn xem các đối tượng đang bị khuất lấp thì tôi sẽ phải làm cái thao tác hoặc là tôi thu nhỏ lại rồi sau đó thì tôi lại chỉ định vào cái đối tượng khác để tôi xem, tôi phóng lớn lên để xem. Hoặc là đang phóng lớn như thế này thì tôi lại phải bấm vào cái scroll ngang hoặc là dọc để tôi dịch nó sang vị trí khác để tôi xem đó. Thế thì có cái cách như thế này, kết hợp luôn cái bi lăn ở trên hoặc là bánh xe lăn trên chuột, thì nếu như mà lăn về phía trước là phóng lớn, đúng không? Lăn về phía sau, lăn về phía mình là thu nhỏ. Thì bây giờ nó còn kết hợp thêm như thế này nữa, lớn này, đúng không? Nếu mà tôi nhấn an mà tôi nhấn an trên bàn phím mà tôi lăn lên thì là lên, mà lăn xuống là lăn xuống, tức là dịch màn hình, đúng không? Còn nếu mà tôi lăn mà tôi nhấn giữ phím Ctrl thì lăn lên là sang phải, mà lăn về là sang trái. Đấy, thì kết hợp như thế thì chúng ta có thể là vừa phóng vừa thu, vừa có thể là gì, dịch màn hình lên xuống trái phải bằng thao tác kết hợp giữa cái phím Ctrl, phím an và cái thao tác lăn đi trái phải đó, để chúng ta có thể là di dịch màn hình để chúng ta xem. Thực ra thì cái gốc của nó là nó nằm ở đây này. Chúng ta có hai công cụ, một công cụ là zoom, một công cụ là pan.
Zoom thì chúng ta vừa mới giới thiệu rồi, Palm thì nó sẽ bấm vào đây và nó sẽ dịch màn hình lên xuống trái phải chúng ta. Nhưng mà thường thì người làm việc thì người ta không thích dùng hai cái công cụ này. Vì sao? Các cái thao tác như thế thì mỗi một lần thì chúng ta lại phải chuyển công cụ, đúng không? Ví dụ tôi đang vẽ, tôi đang làm cái gì đó, tôi đang ở công cụ A, bây giờ tôi lại phải về công cụ Z hoặc là công cụ H để mà tôi zoom hoặc là tôi dịch như thế này. Sau đó thì dịch tới vị trí quan sát được rồi, quan sát xong rồi thì lại phải chuyển về công cụ vẽ khác hoặc công cụ cắt khác hoặc công cụ gì đó để làm. Thì nó mất thời gian chuyển qua chuyển lại giữa các công cụ. Do đó thì thường là các cái thao tác như là phím tắt hoặc là lăn bi như này sẽ được dùng nhiều hơn. Đấy. Thế và cái công cụ này thì nó sẽ có một cái cách khác nữa để mà chúng ta có thể dịch chuyển nhanh. Đây, chúng ta có hai, một trong hai cách như sau. Đang một cái hình lớn như thế này nhé, đang có rất là nhiều cái khuất lấp. Bây giờ tôi nhấn phím N trên bàn phím. N nữa không? N. Thì nó sẽ hiện lên một cái khung như thế này. Nó sẽ cho tôi nhìn thấy tất cả các đối tượng hiện có ở trên tài liệu. Đó. Và nó nằm bố trí ở đâu thì nó sẽ nhìn thấy hết. Và tôi muốn di chuyển tới cái vị trí của đối tượng nào thì tôi chỉ việc là dịch chuột ở trong cái cửa sổ nhỏ nhỏ này, bấm vào đâu thì nó sẽ dịch đến phần đối tượng đó. Và một cách nữa là có thể bấm chuột vào trong cái phần giao nhau giữa cái scroll dọc và cái scroll ngang. Đây có nhìn thấy cái hình kính lúp nhỏ nhỏ này, ở chỗ phần giao nhau này không ạ? Đấy, bấm vào đây thì nó cũng hiện lên cái cửa sổ tương tự như thế. Và khi chúng ta dịch chuột ở trong cái phạm vi đó thì chúng ta cũng có thể dịch tới những cái khu vực mà chúng ta cần. Đấy, thì đấy là những cái phương pháp để mà chúng ta có thể thu phóng hoặc là di dịch cái phạm vi quan sát của các cái đối tượng ở trên cái màn hình để chúng ta có thể là chuyển dịch các khu vực quan sát hoặc khu vực làm việc. Thế còn đây, ví dụ chúng ta còn có thêm một số các cái hỗ trợ khác. Vừa nãy thì lúc đầu tiên chúng ta đã giới thiệu rồi. Bây giờ khi mà tài liệu được mở lên thì chúng ta sẽ quan sát nó một cách tốt hơn. Ví dụ như là đây, thu phóng này. Đây là một số các cái hỗ trợ để ví dụ tôi nhấp chọn là thu feed này. Thu feed là nó sẽ phóng làm sao để cho chúng ta nhìn thấy hết được các đối tượng. Đó. Thế còn to page này thì nó sẽ cho chúng ta lui về để nhìn thấy toàn bộ cái trang giấy chứ không phải là toàn bộ cả cái tài liệu nhé. Tài liệu thì có thể nó rộng hơn đó. Đấy, to width này thì nó sẽ căng ra làm sao cho cái chiều rộng của cái trang giấy là nó vừa kín cái màn hình này đó. Rồi to height này thì nó sẽ cho chúng ta thấy được toàn bộ cái kích thước chiều cao của cái trang giấy. Thế còn các tỷ lệ khác 1600, 800, 400, 200, 75%, 25%, 10% hoặc bao nhiêu phần trăm thì các bạn có thể gõ trực tiếp hoặc chọn vào trong danh sách. Cái này là show ruler là để cho có thể là hiện hoặc là tắt cái thước. Đó. Cái này là show guide, bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên các cái hệ lưới vuông tắt hoặc bật. Đấy, cái hệ này thì giúp cho chúng ta có thể nhìn là sắp xếp các đối tượng cao thấp hơn nhau hay ngang hàng nhau vân vân ở trên cái hệ lưới như thế này. Thế còn cái gì đây nhỉ? Cái show guideline chính là để nhìn thấy cái gì đấy ạ? Nhìn thấy những cái guideline mà chúng ta kéo từ thước ra đây này. Đấy, nếu như tôi bấm vào cái này mà tôi tắt thì nó sẽ không cho hiển thị nữa. Thực ra là nó vẫn có. Đấy, nhưng nó bị giấu đi. Đấy. Cái đường guide này rất là quan trọng để cho chúng ta có thể là sắp xếp các đối tượng vào với nhau ở trong bản vẽ. Tuy nhiên là nếu mà nhiều đường guide quá thì nhiều lúc là nhìn nó sẽ rối mắt. Và nếu cần thiết thì hoặc là chúng ta giấu đi hoặc là chúng ta xóa nó đi. Đấy, nhưng mà giấu thì tốt hơn. Đó, giấu thì đỡ rối mắt. Thế còn lúc nào cần thì lại bật lại để sử dụng tiếp. Thế còn là chúng ta sẽ có một số các cái điểm này nữa. Khi đã nói về cái gai này thì tôi cũng nói luôn, đó là khi mà chúng ta muốn dịch chuyển một cái gai thì tôi phải chọn nó thì nó sẽ có màu đỏ như thế này.
và lúc đấy ta sẽ đưa chuột vào và ta sẽ kéo được nó đi vị trí mới. Tuy nhiên là một cái gai màu đỏ này thì báo là gai đó được chọn. Đấy. Gai nào màu xanh thì chưa được chọn. Đó. Dọc cũng được, ngang cũng được thì phải chọn nó đã. Thế muốn xóa thì cũng phải điểm đỏ lên như này đã, rồi mình nhấn delete trên bàn phím. Đó, delete ở trên bàn phím để delete. Delete, delete. Phím delete trên bàn phím để chúng ta xóa nó đi. Và nếu như mà có một vài cái thôi thì chúng ta có thể chọn từ từ để chúng ta xóa đi. Nhưng nếu mà có nhiều cái thằng này quá, ví dụ mật độ nó rất là nhiều, các đường gióng, đường gai mà rất là nhiều, bây giờ mà chọn từng tí một để xóa thì rõ ràng mất rất nhiều công. Thì nếu muốn xóa thì chúng ta vào đây Edit này, Select All này, và chọn cái lệnh thứ ba trên xuống guideline. Đấy, thì với cái lệnh này thì một lần nó sẽ chọn tất tần tật các cái gai của chúng ta, và bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn delete một lần thôi là nó sẽ xóa hết tất cả các gai đó đi. Thế vậy đến đây thì đã hết các vấn đề về gai chưa? Chưa hết. Đây, đang nói về môi trường làm việc thì chúng ta nói luôn, tại vì cái gai này cũng là một thứ cũng tương đối là đặc biệt và cũng quan trọng. Cái gai này thì ngoài cái việc là gióng hàng, đường ngang, đường thẳng thì nó cũng có quyền là gì đây ạ? Nhân bản. Đây, bạn xem nhé. Tôi bấm vào cái gai này và tôi kéo nó ra vị trí mới. Ở vị trí mới tôi lại bấm chuột phải một cái mà không nhả chuột trái thì nó sẽ nhân bản chính cái gai này, như là nhân bản một đối tượng. Đấy là một. Nhưng cái điểm này thì chưa phải là điểm quan trọng nhất, mà điểm đặc biệt của cái này là nó có quyền quay chéo. Cái gai này quay chéo thì cũng chỉ có thằng Corel nó mới có thôi. Đấy. Các cái chương trình khác có thể kéo các gai ngang, có thể kéo các gai dọc, nhưng mà không có cái trò mà xoay chéo gai như thế này. Đây, nhấp này, một đối tượng này. Nếu nhấp thêm một lần nữa này thì lúc này sẽ xuất hiện từ đây tâm quay và cái mũi tên hai đầu để quay. Đây, đưa trò chuột vào đây, xoay này. Lúc này cái gai của tôi nó sẽ xoay theo chiều chéo. Đấy. Và cái điểm rất là đặc biệt này thì bây giờ tôi có thể là xoay trở một cái đường gai nào đó theo một góc mà tôi cần. Ví dụ tôi có một cái hình là hình đã được xiên chéo như thế này ở trên màn hình. Bây giờ tôi muốn vẽ ra các hình khác nó cũng có cái điều chiều chéo giống thằng này chẳng hạn. Thì bây giờ ví dụ như là tôi sẽ kéo này. Tôi sẽ kéo cái gai đến đây, ví dụ function F2 hoặc F2 gì đấy, phóng lớn lên để tôi quan sát. Bây giờ tôi bấm vào này. Đó. Bấm vào đây rồi tôi sẽ kéo cái gì đây ạ? Tâm. Tôi sẽ kéo cái tâm này làm sao cho nó chạy lên đây, đúng không? Và sau đó thì tôi xoay. Khi tôi xoay thì cái thằng này nó đồng tâm rồi, đồng trục, đồng hướng rồi. Thì bây giờ tôi có thể kéo nó ra, nhân chuột phải, đúng không? Bằng cách như thế này thì các cái đường gai dẫn hướng của tôi nó sẽ làm sao? Nó sẽ có cùng cái chiều này, và bây giờ tôi vẽ cái hình nào cứ ướm vào theo cái đường gai này là nó sẽ có chiều nghiêng giống như đối tượng mẫu, ví dụ như thế. Thì đây là một cái đặc điểm rất là riêng của Corel. Chỉ có Corel nó mới có cái đường gai có thể xoay như thế này và đường gai có thể nhân bản như thế này. Độc chiêu của thằng Corel đấy. Các chương trình khác thì kéo gai thì được, nhưng mà nhân bản gai thì nó không có cái phép nhân bản như thế, và nó cũng không có cái kiểu là xoay chéo cái gai như thằng Corel này. Ok, như vậy là chúng ta đã giới thiệu được sơ sơ về cái môi trường làm việc, rồi thì các cái thao tác hết sức là cơ bản ban đầu. Bây giờ chúng ta bạn nên dành thời gian một xíu, bạn rà lại tất cả xem có cái gì mà thắc mắc nữa không, thì chúng ta sẽ giải thích nốt trước khi mình ta nói về cái phần mới.